Vâng, xin chào bà con ha. Hiện tại thì mình có hai dòng máy đo huyết áp mà có chức năng cao cấp nhất của Manulife, đó là cảnh báo đột quỵ. Để kết nối với điện thoại thì chúng ta sẽ cần một cái máy đo huyết áp có chức năng kết nối, đó là B3 Connect hoặc là B6 của Microlife. Đầu tiên chúng ta sẽ cài đặt ngày giờ. Thì cài đặt ngày giờ chúng ta sẽ trùng với bên điện thoại ha, thiết bị kết nối. Chúng ta ấn giữ vào nút đồng hồ 5 giây. Và sau đó là cái 5 sẽ nhấp nháy. Chúng ta ấn vào chữ M để điều chỉnh thông số ha. Sau đó ấn tiếp vào nút đồng hồ để chuyển qua là tháng. Ấn vào đồng hồ và chỉnh ngày. Chuyển qua đồng hồ và giờ, phút. Cả nhà mình nhớ là sẽ chỉnh cái giờ trùng với giờ thiết bị điện thoại mình chuẩn bị kết nối ha. Bước 2, chúng ta sẽ tải ứng dụng Microlife Connect. Chúng ta có thể vào app của iPhone và chúng ta tìm Microlife Connect. Và chúng ta thấy cái biểu tượng như trên hình. Hoặc là chúng ta có thể vào CH Play cho những cái điện thoại có phần mềm là Android ha. Chúng ta cũng có thể gõ là Microlife Connect. Rồi, chúng ta sẽ vào trong cài đặt điện thoại. Chúng ta tìm đến cái phần mềm Microlife và chúng ta sẽ bật các cái ghi nhớ nè, những cái ứng dụng tìm kiếm cho cái phần mềm. Sau đó chúng ta quay trở ra. Chúng ta vào Bluetooth. Chúng ta sẽ bật Bluetooth của điện thoại lên. Tiếp theo là chúng ta sẽ mở vào cho phép kết nối Microlife. Và chúng ta sẽ đăng nhập phần mềm ha. Thì có hai chế độ. Một là chúng ta sẽ chọn chế độ đám mây hoặc là chọn chế độ riêng tư. Chúng ta nên chọn chế độ đám mây để chúng ta sẽ lưu trữ vào. Thì chúng ta sẽ đăng nhập bằng nhiều cách ha. Chúng ta chọn đăng ký. Có thể đăng nhập bằng Facebook, Google, iCloud và email đều được ha. Khi sử dụng đám mây thì rất là an toàn. Khi mất thiết bị chúng ta cũng có thể lưu trữ được nếu chúng ta đăng nhập lại bằng thiết bị khác. Hoặc là người nhà mình ở xa có thể đăng nhập vào cái thiết bị để xem cái dữ liệu của người thân mình. Hoặc là chúng ta có thể vào chế độ riêng tư để chúng ta cập nhật. Thì chế độ riêng tư nó chỉ nằm trên điện thoại thôi ha. Chúng ta đặt tên, giới tính, ngày sinh, chiều cao, chúng ta điền đầy đủ thông tin vào. Thì khi điền đầy đủ thông tin vào thì cái sự phân tích và mức độ chính xác sẽ rất là tốt cho chúng ta ha. Chúng ta điền đầy đủ thông tin, chiều cao, cân nặng, đơn vị. Rồi, mục tiêu của tôi, chúng ta có thể đặt những cái mục tiêu của mình. Ví dụ huyết áp tâm thu nè, mục tiêu của mình là bao nhiêu, huyết áp tâm trương, cân nặng. Để khi mà cái chỉ số của mình vượt qua khỏi mục tiêu, cái điện thoại mình nó sẽ có những cái màu cảnh báo để chúng ta theo dõi. Và chúng ta bật đồng bộ. Chúng ta bật đồng bộ các cái phần mềm như cân nặng trên điện thoại mình ra ha. Có hai loại kết nối là chúng ta có thể kết nối thủ công và kết nối tự động. Đối với kết nối thủ công ha, chúng ta có thể mở máy đo huyết áp, những cái dòng thiết bị 4G của Microlife là có thể kết nối được nè. Chúng ta có thể kết nối bằng máy B6. Thì chúng ta ấn vào cái biểu tượng đồng hồ. Chúng ta thấy biểu tượng Bluetooth bật lên và bên điện thoại sẽ tự ghép đôi. Còn đối với máy B3, chúng ta ấn vào cái nút nguồn 3 giây cũng sẽ bật kết nối Bluetooth lên và bên điện thoại mình cũng sẽ tìm thấy ha. Và tất cả các dữ liệu sẽ tự động được cập nhật khi hai thiết bị kết nối với nhau. Chúng ta ấn vào nút đo huyết áp. Rồi sau khi đo xong thì kết quả sẽ tự động cập nhật vào ứng dụng trên Microlife. Cả nhà thấy không? Nếu mà cái kết quả mà chúng ta vượt qua ngoài cái mong đợi, chúng ta cài đặt ban đầu nó sẽ đổi màu đỏ ha.
chúng ta có thể chọn vào những cái biểu tượng bên dưới để chúng ta tìm hiểu thêm. Theo dõi theo ngày nè, tuần nè, tháng, năm. Cả nhà thấy không? Huyết áp của chúng ta trong ngày và kiểm soát cái cảnh báo đột quỵ nếu có chức năng đó. Và bên trên là biểu đồ ha, biểu đồ chúng ta sẽ thấy là biểu đồ chúng ta sẽ thay đổi theo những lần đo. Hiển thị rất là rõ và dễ theo dõi. Và theo tháng, theo năm luôn. Hoặc là chúng ta có thể ấn vào cái email để chúng ta gửi cho bác sĩ hoặc là người thân. Cả nhà thấy thao tác rất là đơn giản ha. Đó, có thể gửi email đi cái thông tin của chúng ta. Giống như hiện tại trên cái bảng đó, ngày nè. Đó, các chỉ số về huyết áp nè. Vòng quấn nè, rung tâm nhĩ nè, đầy đủ luôn ha. Và chúng ta có thể ấn vào cái đồng hồ để thông báo lời nhắc, để chúng ta có thể đo, hoặc là kết quả đo nè, lấy thuốc, thăm khám bác sĩ. Rồi chúng ta có thể chọn lặp lại theo ngày, từng ngày, hoặc là cả tuần luôn, chúng ta nếu chọn hết. Và đây là giờ ha, cài đặt giờ. Rồi chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng cài đặt và chúng ta có thể chỉnh sửa lại cập nhật hồ sơ của tôi hoặc là điều chỉnh lại mục tiêu của tôi ha, mục tiêu mong muốn theo sức khỏe của mình. Đây, cả nhà thấy thông tin của mình hiển thị rất là rõ ràng. Rồi chúng ta có thể xem thêm một số cái cách khắc phục lỗi hoặc là liên hệ trực tiếp cho Hoàng Sơn trên kênh Sức Khỏe 60 giây. Hàng chính hãng thì chúng ta sẽ được kiểm định miễn phí bất cứ lúc nào khi mà chúng ta nghi ngờ và được bảo hành chính hãng 5 năm. Còn một cái máy khi chúng ta mua không rõ nguồn gốc đó, không có được kiểm định chất lượng hoặc là nhiều khi hàng giả hàng nhái đó thì rất là nguy hiểm ha. Rồi cảm ơn cô chú rất là nhiều. Có gì thắc mắc thì gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn hoặc là xem thêm các video khác trên kênh Sức Khỏe 60 giây. Chào tạm biệt.